Chào các bạn, trước khi vào video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một kênh của mình Ngư Bình và anh Tiến Hạnh và anh Quang Huy nhập lại làm chung một cái tem các bạn, tem hài các bạn. Đây là những video các bạn. Video đầu tiên mấy anh em mình đăng lên các bạn. Sáng mai mấy anh em mình sẽ đăng thêm một video bữa nha, tại hồi chiều mới quay các bạn nên đăng không có kịp, mình lặn tối mình ghép nha. Đây là video nè các bạn. Ẩm thực hài nè các bạn. Đây là video đầu tiên mấy anh em mình đăng lên nè. Đó, ba thằng bữa quay lắm. Các bạn xem video giải trí, các bạn qua đây đăng ký và xem video ủng hộ mấy anh em và team của mình nha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hôm nay có thanh niên này gãi xe đồ món bán nha các bạn. Đây là Quy nha, ai muốn mua hồi liên hệ luôn nha. Đây là chiếc xe chuẩn bị gãi nè. À, anh Quy cũng tác nghiệp nữa. Đủ. Kênh có 500 sub vừa đạt. Đây hồi hồi gã lỗi rồi ra bán hạch luôn các bạn. Lỗi bình. Quay bình bọng. Rồi. Anh em đập xe kìa. Nhanh lên, tốc độ. Dạ. Thấy đồ đã. Dạ bình đi. Dạ đi tốc độ đi. Quy gã đi. Dạ giật nha. Cắt chưa ông nội. Từ từ, đừng có hành động. Ngược lại. Rồi. Hai nó túi lượng. Đi đi ông nội. Mấy này giá bình bán nha. Bạo lực nha. Giá nhiều liên hệ trực tiếp là chủ. Ê giá nhiều cái quỳ. Bình 150 một cục. Bình 150 một cục. 150 cục bao bao test luôn. Ê từ từ ông nội, từ từ gãi xe. Cái này bình không anh test chất lượng mà. Dứt ra, dứt. Đó mới gắn hai cục này mà. Chuẩn bị. Một cục nha các bạn. Từ từ. Đỏ 150 một cục. Dạ. Dạ. Rồi, gãi xe luôn rồi. Chơi bạo lực rồi. Rồi giật cao kìa. Chú Bình gì kìa. Ê bắn gì mày, bắn gì móc mày ra. Trong gửi cục mày vô nha. Bo bo này hồi nhiêu quy. Cục bo nhiêu. Nói giá cho bạn nghe bo nhiêu bạn biết. Gọi đây ha, hồi xe nó máng một cái ha. Bo này full khỏe đủ. Bo 800 nha các bạn, bo thiện nha. Bo 800 hả? Bo này full, bo full là một mình là 800 nha. Còn bo là 800. Bo nhiêu? Mình xem gửi bo 800. Bo là bo thiện nha các bạn. Bắn, bắn gì nói vậy? Bo 800k nha các bạn. Bình thì 150 cục. Còn bo thì 800. Một hồi có cái lỗi nữa. Bo là 800 nha các bạn. Từ từ mấy bạn bán đừng không? Nó sức cây búa ra văng cái lỗ vậy nè. Bán chứ về viên rồi. Về viên rồi. Bình quá kìa. Trời ơi múc bình lên kìa. Trời ở dưới nó đóng lên nha vô mặt luôn nè. Sức cây búa bây giờ. Đó. Rồi còn cái sự này hồi giải. Bình luôn nha. Cái này hồi cắt mấy dây chai luôn nha. Khung bình 5.000 hả? 100.000 hả? Có 5.000 chứ. Rồi gã bo luôn các bạn. Rồi, giật bo ra lấy kéo ra cắt lại anh sớm. Băng ốc. Tốc độ. Các bạn, chuẩn bị tới tháo cục bo nè. Bo 8 xị này nha. Lấy kéo cắt cái gì rồi? Ừ, kéo đâu, kéo đâu, kéo đâu? Không quan cao nè, bắn ra. Gãi xe trong một nốt nhạc chưa đầy để coi video nãy giờ quay chưa được 3 phút nữa nghe là gãi không xong cái xe rồi nha. Quá tốc độ. 3 phút 10 rồi. Rồi cắt kìa. Này khó quá. Làm lý lịa cho nghe. Một tô nhiêu cái? Tôi bảo anh á, em có biết rồi. Cái lỗi bình này còn mảnh nha các bạn. Cái lỗi nhiều nè, lỗi mới gắn luôn. Nè, bình còn tẹt 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 nha. Càng nhiều, càng nhiều. Càng gắn, đó giờ viên mà. Càng chưa lại hả? Đây, chú bình cái 2.000 cái các bạn. Trong này nhiêu, trong này nhiêu. Chú bình 2.000 cái các bạn. 2.000 cái, 2.000 cái. Trong đổ này bán không? Trong đổ quá trời nè. Rồi ai mua liên hệ Quy này bán một cái cặp đi đâu mà luôn nha. Đồng hồ luôn nha. Đồng hồ nhiêu bạn? Đi đi xuống Vinh Thịnh mua luôn đi, để đồ Vinh Thịnh mà. Bán đi. Ai bán tao cái móc đi. Có gì ai mua xuống anh Thịnh lấy phải không? Đủ quá đừng quá bậy đi, đủ quá. Ê mão nhiêu cái hả? Mão không bán đồng hồ bán không? À, không. Lại vàng đầu đi Nguyễn hả? À, cái cặp ghi đông nè, với cái mão luôn, hai xị. Ghi đông với mão, ghi mão ghi đông mão nhiêu? Hai xị. Tặng tặng. Ghi đông hai ống titan. Rồi ok. Ghi đông mã hai xị tặng hai ống titan nha. Ê con này bán không? Con này bán không? Ghi đông với mão hai xị hả? Rồi giờ đang gỡ mua tươi anh nha, bán mua hắn luôn nha, ai mua hắn không? Bán mua hắn luôn hả? Rồi, đây tặng ai bán đi. Bán. Có lấy cái đồ chính đó. Chính chính vô xe đụng mày bây giờ. Kéo chính vô. Lôi chính vô nè. Lôi chính vô nè, gỡ tiếp. Kìa, coi chừng nó dứt cái bố cái lộ vợ nè. Thôi để vậy luôn đi, nào mua hai cái sao? Ừ. Bảo test hết. Chết chừng nào đền đó luôn.
Ờ bo bình này bo bo tết rồi bạn. Còn xài được hết nha. Cái cộng với bình này nhiêu? Với bình này 1000 đồng cộng. Má đằng này xuống ha, lụa nó gã nó xuống cái lụa nó kéo lực. Ngàn đồng cộng. Má nó kéo nguyên mày xuống nè. 1000 đồng cộng không vậy? Bao rẻ luôn. Ốc này nhiêu con? Cộng với điện này nhiêu con? Cộng với điện nhiêu cộng? Cộng điện 980.000 thôi lụa. Rồi sườn nhiêu cái? Sườn để lại mày. Không, nhắm này đi mua đi bộ mày. Rồi. Ê, yêu. Bây giờ nó gã chứ quá sức rồi. Mình rồi. Để mình chụp tấm hình thu nhỏ các bạn ơi. Còn mấy là xuống mình. Rồi, bye bye chị, cảm ơn các bạn. Ủa, cái bánh xe nhiêu hả? Cái lỗi bán không Thịnh? Mình chào tập viên tất cả các bạn nha. Bạn nhớ đăng ký kênh đó nha các bạn. Đây là ba cái lỗi này mới làm căn đét luôn các bạn. Lỗi mới luôn nha. Để mình hỏi Quy có bán lỗi này không nha. Ê Quy, cái lỗi bán không Quy? Lỗi mượn cậu mới mua, em mới gắn cái đạp luôn rồi. Cái gì? Có bán lỗi không? Không, lỗi Thịnh mới gắn mà. Ờ, rồi mới gắn không bán hả? Rồi, vậy giờ xe này giờ bán bình nè. Bán 6 cái bình phải không? Rồi bình hết là 6 cái bình với cục bo. Dưới cái mày đang cầm củ hành luôn á. 6 cái bình này một cái 1,5 cục bo này 800. Ủa, còn cái ghi đi đông với cái mão là 200.000. Các bạn nào mua thì ra Tiến Thịnh nha, ra Tiến Thịnh đồ này bây giờ để mà Tiến Thịnh hết. Mình xin được kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn clip sau nha. Thanh niên giờ gã bánh xe tính gần ra nè. Tính ra cái clip nãy giờ quay mới có 6 phút mà cái xe gãi bên chạnh cho nha. Cái lúc mà gắn rồi thì lâu quá, còn gãi rồi thì một lót nhạc. Quá nhanh. Tạm biệt các bạn.